Xin chào các bác đang xem kênh Hải Phòng RV. Video ngày hôm nay thì em sẽ so sánh cho các bác cái mẫu TV 65 inch của thương hiệu Sony và thương hiệu Samsung, dòng màn hình 120Hz giá đang tốt nhất bây giờ đang bán tại siêu thị điện máy Ecomart bên em để các bác có thể tham khảo được. Và bây giờ thì cũng đang là dịp chuẩn bị vào Tết rồi, cũng là gần vụ bán Tết rồi. Vì vậy em sẽ thường xuyên so sánh cho các bác những cái mẫu TV của những hãng TV khác nhau để các bác dễ dàng mua hàng hơn. Và bác nào mà cần hỗ trợ về TV hay cần tư vấn, các bác cứ để bình luận ở dưới video, em sẽ hỗ trợ các bác dưới phần bình luận. Và tiện đây, bác nào mà xem kênh của em, yêu quý em thì cũng đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất từ kênh Hải Phòng RV. Sau đây thì mời các bác cùng em theo dõi video. Hôm nay thì em sẽ so sánh cho các bác hai mẫu TV, một của Sony mẫu 65X85R, đây là mẫu 65 inch màn hình 120Hz, cùng với đó thì sẽ là dòng 65Q70D của thương hiệu Samsung, cũng là dòng TV 65 inch có tần số quét cao 120Hz, để các bác thấy những cái điểm khác nhau giữa hai mẫu này và mình dễ dàng mình chọn lựa hơn để mình mua hàng dễ hơn. Đầu tiên thì sẽ là dòng TV của thương hiệu Sony 65X85. Dòng này ấy thì nó ra mắt từ năm 2023 của thương hiệu Sony. Nhưng trong năm nay ấy thì hãng Sony họ sẽ không ra mắt mẫu mới. Họ không có mẫu mới ra mắt để thay thế, vì vậy mà vẫn tiếp tục sản xuất bán bình thường. Và hàng thì chắc chắn là hàng mới sản xuất trong năm 2024 rồi. Hàng mới nguyên hộp 100%. Dòng TV Sony, thiết kế bên ngoài của mẫu này thì thiết kế đường viền nó sẽ là vuông thành sắc cạnh, viền cạnh vuông, viền nhựa, chân đế thì bằng kim loại để ở hai bên. Màn hình 65 inch thì độ rộng chung là 1m46 rồi. Với mẫu này ấy, thì có màn hình độ phân giải sẽ là 4K, tần số quét sẽ là 120Hz, công nghệ nét nền Full Array và tấm nền VA. Xin thưa các bác là cái công nghệ nét nền Full Array ấy, ở những dòng TV có giá thành, có cấu hình khác nhau ấy, thì cái công nghệ nét nền Full Array ấy, nó cũng sẽ khác nhau các bác nhé. Tùy theo những cái mẫu TV, ví dụ em so sánh là ví dụ như là dòng X85 nhé, với cả dòng X90 của Sony ấy, thì nó sẽ có cái số bóng nét nó khác nhau. Ví dụ như cùng là nét nền Full Array nhưng mà cái dòng X85 ấy, thì nó sẽ có ít cái khu vực, bởi vì cái nét nền Full Array nó sẽ chia theo từng khu vực, và cái dòng X85 ấy, thì nó sẽ có ít khu vực hơn. Ví dụ như tính theo một block ấy, thì nó sẽ có khoảng tầm 18 vùng, trong khi đó thì dòng X90 nó sẽ khoảng tầm là 24 vùng. Vì vậy mà cùng cấu hình, gần như cùng cấu hình màn hình, nhưng mà dòng X90K hay X90 nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với dòng X85. Đấy, tùy theo từng cái vùng, từng cái bóng nét khác nhau nhé. Không phải là cái nét nền Full Array nào nó cũng sẽ giống nhau, mà cái màn hình nó đẹp như nhau. Đấy là những cái điểm khác nhau các bác cần chú ý. Với cái mẫu dòng Sony ấy, thì cái mẫu này âm thanh của nó tổng công suất sẽ là 20W, có hai củ loa, có hỗ trợ Dolby Atmos, Dolby Vision, hỗ trợ các bác xem phim, nghe nhạc giống như trong rạp chiếu phim. Nhưng mà nó sẽ không tích hợp trên loa, mà các bác phải kết nối sang loa sau 3 bên ngoài, để cái bộ loa sau 3 bên ngoài nó sẽ có Dolby Atmos ấy, thì các bác sẽ trải nghiệm được âm thanh vò. Hệ thống loa sẽ là 2.0 thôi. Giao diện là Google TV, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt cũng như là điều khiển giọng nói dành tay. Các bác sử dụng công nghệ OK Google để tìm kiếm các cái ứng dụng, tìm kiếm các cái nội dung trên cái TV này, mình tìm kiếm trên Internet. Và cái ưu việt ở dòng TV của Sony, Google TV, đó là các bác có thể cài được thêm cái ứng dụng thứ ba bên ngoài, sẽ có hệ điều hành mở để các bác có thể cài thêm. Thì nhưng mà cũng sẽ có một cái nhược điểm, đó là khi mà mở như vậy các bác cài được thêm ứng dụng thứ ba bên ngoài thì cũng rất dễ là bị hack, rồi bị virus tấn công, dẫn đến đơ rồi mất tài khoản. Thì đấy là một cái gần như con dao hai mặt, các bác muốn cài thêm ứng dụng bên ngoài thì các bác phải chấp nhận cái điều đó. Về màn hình của TV Sony thì mẫu này thì màn hình màu sắc em nghĩ là ok rồi. Màu sắc đẹp, tần số quét cao. Màu sắc trên màn hình TV Sony thì vẫn được đánh giá giống như là màu sắc chân thực. Nó gần như tương tự với cả màu trong cái cuộc sống, gần như trong mắt của các bác nhìn ấy, thì nó chân thực như vậy. Cái độ sáng hay là các cái màu sắc hình ảnh được tinh chỉnh cũng như là được kết hợp rất là hài hòa. Nó sẽ không bị chói quá, không bị lóa hay là không bị mờ. Thì đấy là cái ưu điểm của dòng TV Sony. Một số bác thì thường đánh giá là TV Sony bây giờ hiện tại thì nhanh hỏng hơn so với ngày xưa. Thì theo quan điểm
hãng họ sản xuất TV ấy, thì họ cũng chỉ để cái vòng đời, thường để vòng đời TV khoảng tầm 5 đến 7 năm thôi. Và tất nhiên là sẽ có xác suất có những bác là dùng hết bảo hành đã hỏng rồi, nhưng có những bác dùng rất là lâu, có thể là 5 đến 7 năm, có khi là 10 năm cũng chưa hỏng. Thì đấy tùy theo cái xác suất, có thể là gọi là bác đen thì các bác cũng không thể tránh được cái đấy. Thì em cũng không bàn về cái độ bền, nhưng về cái TV chất lượng hình ảnh ban đầu ấy, thì Sony rất là ok. Hàng thì sản xuất tại Malaysia, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà. Và ngoài ra thì hỗ trợ một đổi một trong vòng là 30 ngày đầu tiên nếu như sản phẩm có lỗi do nhà sản xuất. Cuối cùng là về mức giá, giá thành của dòng Sony 65X85 thì hiện tại đang bán với em giá mà trừ hết quà sẽ còn là 19.930 cho mẫu 65X85. Về các cổng kết nối đằng sau của TV thì mẫu này sẽ có hỗ trợ đầy đủ, từ cổng USB, cổng HDMI, cổng optical, cổng AV đều có. Đây, TV Sony thì sẽ có hai cổng USB này, cổng optical âm thanh này, cổng tai nghe này, cổng video in này, đây đều là cổng 3.5 này. HDMI có 4 cổng này, cổng mạng và cổng anten. Đây là thiết kế mặt sau của TV mẫu X85. Đầy đủ hết các cổng kết nối để các bác có thể kết nối sang loa hay là đầu âm đi bên ngoài. Đây là mẫu đầu tiên, mẫu Sony, giá thành 19.930.000, cấu hình như vậy. Tiếp theo sau đây thì em sẽ chuyển sang dòng TV của Samsung mẫu 65Q70D để cùng so sánh cho bác giá tiền cũng như cấu hình của TV. Mẫu Samsung thì em đang để bên này. Đây là mẫu 65Q70D. Đầu tiên thì xét về bên ngoài trước, thiết kế bên ngoài của TV. Với cái mẫu TV của Samsung mẫu 65Q70D thì thiết kế của dòng Q70D Samsung thiết kế nó mỏng hơn. Viền thì vẫn là viền nhựa nhưng mà thiết kế TV nó sẽ mỏng hơn so với cả dòng TV Sony. Các cổng kết nối ở đây thì sẽ có hai cổng USB này, cổng optical, 4 cổng HDMI, cổng mạng và cổng anten. Như vậy là cổng kết nối của dòng Samsung thì sẽ không có cổng AV 3.5. Nó sẽ kém hơn so với cả Sony. Đấy là cái điều đầu tiên về cái cổng kết nối. Còn thiết kế bên ngoài của mẫu Samsung thì thiết kế chân đế bằng kim loại để chính giữa. Về cái chân đế này thì em đánh giá cao hơn. Chân đế kim loại ấy thì các bác nhìn nó sang hơn, cũng như để ở chính giữa thì nhà bác nào mà có kệ nhỏ các bác vẫn có thể để được bình thường. Thì đấy là cái thiết kế bên ngoài của dòng Samsung. Về cấu hình của màn hình thì mẫu 65Q70D sẽ có màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét thực của TV là 120Hz, công nghệ nét viền 2 màu và tấm nền VA. Như vậy là cái công nghệ màn hình mẫu Q70D và mẫu Sony nó đã khác nhau rồi. Mẫu này thì sử dụng công nghệ nét viền 2 màu, hai màu màu nóng và màu lạnh ấy, để kết hợp lại. Còn dòng Sony thì là công nghệ nét nền Full Array. Thì nó sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm. Dòng nét viền ấy thì các bác nhìn cái màn hình nó sẽ sáng đều gần như là khắp cả các những cái viền TV, nó cũng sẽ sáng, nó sẽ không bị tối, không bị mờ. Trong khi đó thì công nghệ nét nền Full Array của Sony ấy, thì những cái góc ở các cạnh này, các bác để ý kỹ thì sẽ thấy này, ở những cái góc TV thì nó hơi bị mờ hơn so với cả công nghệ nét viền. Thì đây là một cái ưu điểm cũng như nhược điểm của hai mẫu. Bù lại thì cái màu sắc trên màn hình nó sẽ được cân chỉnh tốt hơn so với công nghệ nét viền. Đấy là cái tính năng khác nhau giữa hai mẫu TV này. Về âm thanh của TV thì tổng công suất loa sẽ là 20W, hệ thống loa 2.0. Dòng Samsung thì sẽ có công nghệ âm thanh để chuyển động OTS cũng như đồng bộ sang các cái công nghệ đồng bộ sang các cái hệ thống loa sau ba bên ngoài qua công nghệ QCUNY để kết hợp lại tạo ra cái âm thanh vòm 3D. Thì về cái chất lượng giải trí như âm thanh vòm hay là màn hình 3D thì gần như là những cái mẫu TV này đều được hỗ trợ giống nhau. Các bác sẽ trải nghiệm được giống như trong rạp chiếu phim để mình xem âm thanh vòm cũng như là màn hình tốt hơn. Tiếp theo về con chip xử lý của TV thì mẫu Samsung sử dụng con chip là Quantum Processor 4K. Chip này thì vẫn là sử dụng từ những cái mẫu như là Q70C hay là Q70D, Q70B, Q70C từ những năm 2022, 2023. So với cả dòng Sony ấy, thì X1 4K HDR
thì cũng là sử dụng con chip tầm trung và từ những năm trước đã dùng rồi. Từ những đời như X85K thì cũng đã có con chip X14K HDR. Đến những năm sau này thì vẫn là sử dụng con chip X14K HDR. Thì về chip xử lý thì em đánh giá nó ngang nhau. Về giao diện TV thì dòng Samsung sử dụng hệ điều hành Tizen OS năm 2024. Về cái hệ điều hành ấy, thì dòng Samsung sẽ không cho phép các bác cài thêm ứng dụng thứ ba bên ngoài. Các bác sẽ tìm kiếm trong cái kho ứng dụng của Samsung có ứng dụng nào thì các bác sẽ cài được. Còn nếu như các bác mà tìm kiếm những ứng dụng mà không có trong cái kho ứng dụng ấy thì các bác sẽ không cài thêm được. Đấy cũng là một cái bất lợi so với cả dòng TV của Sony. Nhưng nó cũng sẽ có ưu điểm, đó là cái bảo mật tốt hơn cho các bác. Năm nay thì Samsung cái giao diện mới hay điều hành mới của TV nó sẽ cập nhật thêm nhiều cái lớp bảo mật hơn để bảo mật tài khoản, bảo mật web, bảo mật ứng dụng cho các bác dùng sẽ không sợ bị hack, không sợ bị, nói chung là mình sẽ hạn chế được cái vấn đề bị hack hay là bị virus tấn công. Thì đấy là cũng cái điểm tốt ở dòng TV của Samsung. Ngoài ra thì đồng bộ sang SmartThings để quản lý TV cũng như tiết kiệm điện hơn cho các bác. Và dòng Samsung này thì xuất xứ tại Việt Nam, bảo hành sẽ là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng là 30 ngày đầu tiên. Về xuất xứ thì Samsung tất cả TV, từ TV thấp đến TV cao đều sản xuất tại Việt Nam. Còn Sony thì hàng nhập khẩu tại Malaysia. Đây cũng là một cái điểm mà sẽ có rất là nhiều các bác quan tâm đến về cái xuất xứ. Nhiều bác thích hàng nhập khẩu hơn thì thường các bác sẽ chọn Sony. Về màu sắc trên màn hình của TV Samsung thì những năm trước em nhận thấy là đúng là có những cái điểm sáng chói hơn so với cả dòng TV của Sony. Nhưng trong năm nay ấy, thì em nhận ra cái màu sắc trắng của TV nó được tinh chỉnh rất là tốt và gần như sẽ không còn cái điểm chói trên màn hình của TV Samsung. Những cái mảng sáng được giảm bớt cái độ chói và nó mịn hơn, nó đẹp hơn rất là nhiều so với cả cái mẫu TV năm trước. Đây là cái rất là hay và cải tiến nhiều của TV Samsung. Về mức giá thì dòng 65Q70D của Samsung hiện tại đang bán giá mà chưa hết quà sẽ còn là 17.590.000, 17.590 cho mẫu 65Q70D. Như vậy là về mức giá thì đang chênh nhau rất nhiều, chênh nhau khoảng tầm là hơn 2 triệu cho mẫu Samsung và mẫu Sony. Nhưng mà về cấu hình của TV nhé, nói chung về cấu hình của TV thì mẫu TV của Sony nó vẫn có cấu hình nhỉnh hơn so với cả mẫu Q70 của Samsung. Nhỉnh hơn bởi vì nó công nghệ nét nền Full Array, còn mẫu này thì vẫn là công nghệ nét viền. Đấy là cái so sánh của em giữa hai dòng TV Samsung và Sony, mẫu Q70D và dòng X85. Và các bác nào mà có đóng góp thêm ý kiến gì, các bác cứ để lại bình luận ở dưới video để cho mọi người cùng biết cũng như em tham khảo thêm. Bác nào mà thích mẫu TV Samsung, các bác có thể chọn dòng Q70D. Hoặc là mình thích Sony, mình cũng có thể chọn dòng X85. Và tùy theo sở thích nữa, và tùy theo cái tài chính nữa. Tài chính là cái điều rất là quan trọng khi mình tìm mua hàng. Thì dòng TV Samsung đang có mức giá rẻ hơn so với cả Sony. Và video của em đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy hay, có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh Hải Phòng TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.